Bắt đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là tình huống cảnh báo đến người dân trước sự manh động của các đối tượng cướp giật ngày nay. Một khi đã ra tay thì chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện và truy bắt. Như sự việc vừa xảy ra tại đoạn giao nhau tại đường Cộng Hòa và Trường Chinh thành phố Hồ Chí Minh được camera hành trình của một ô tô chạy ngang qua vô tình ghi lại được. Bị cướp giật điện thoại trên đường, một nam shipper đã liều lĩnh đu bám đối tượng đến mức bị kéo lê trên đường. Trước đó, một tài xế công nghệ đang dừng đổ ven đường, mở điện thoại ra xem đơn hàng thì bất ngờ bị hai đối tượng chạy xe máy giật điện thoại. Bị cướp phương tiện mưu sinh, nam tài xế bất chấp đuổi theo, nhảy lên đu bám tên cướp ngồi phía sau để lấy lại tài sản của mình. Tuy nhiên hành động của anh đã không thành công, thậm chí còn bị kéo lê trên một đoạn đường gây thương tích. Không còn sức, tài xế công nghệ đành buông tay chấp nhận mất tài sản. Trong các bản tin trước, chuyên mục camera nóng đã liên tục đưa tin cảnh báo đến người dân cần chú ý quan sát khi sử dụng điện thoại ngoài đường, mà chỉ cần sơ hở kẻ cướp nhanh chóng ra tay, cũng như tình huống mà quý vị vừa xem qua. Còn ngay sau đây là tình huống vừa được ghi nhận tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Như đã chuẩn bị tâm thế từ trước, chủ động đề phòng, người phụ nữ đã phản xạ cực nhanh khi có kẻ áp sát định giật điện thoại. Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 tại ấp 3 Hưng Long, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, tại trước quán trà sữa, một người phụ nữ chạy xe quay RSX đỏ đen dừng lại mua đồ. Lúc này từ phía chiều ngược lại, một đối tượng chạy xe máy bất ngờ áp sát giật điện thoại của người phụ nữ. Phản xạ rất nhanh, nạn nhân đã giật tay lại giấu điện thoại vào trong, màn cướp thất bại trong sự hoảng hồn của nạn nhân. Mới đây, ngay giữa ban ngày, phía trước Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra một vụ cướp tài sản vô cùng táo tợn, khiến ai xem qua cũng không khỏi ám ảnh. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng hai đối tượng vẫn bất chấp ra tay, chống đối quyết liệt với nạn nhân. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, lúc này phía bên kia đường, một người phụ nữ mặc đồ đen đeo túi xách đang đứng nói chuyện với nhiều người. Sau đó những người đi trên xe bán tải di chuyển đi. Lúc này xuất hiện hai đối tượng nam mặc đồ đen bất ngờ tấn công người phụ nữ và một người đàn ông gần đó cướp điện thoại. Đôi bên chống trả quyết liệt, nạn nhân bị kéo đi. Vẫn chưa biết diễn biến tiếp theo của vụ việc ra sao. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị về một màn vượt cạn cực kỳ độc đáo bằng xuồng máy của người dân miền Tây, nhờ vào chiếc máy kéo thô sơ tự chế nhưng hiệu quả vô cùng. Không phải máy móc hiện đại, phức tạp, mà đó chỉ là những miếng gỗ cũ được đóng lại thành tấm ván như thế này. Cũng không rõ vận hành bằng cách thức nào, nhưng có thể thấy tấm ván được kéo qua làm bệ đỡ đưa chiếc xuồng máy vượt qua khu đất đồi nước cạn một cách an toàn dễ dàng mà không hề mất chút công sức nào cả. Quả thật, bà con miền Tây có cách sáng tạo riêng.